quản lý bài học trên nền tảng Eduline. Tính năng quản lý bài học là nội dung được tạo từ công cụ do Eduline phát triển, cho phép bạn sử dụng để thiết kế các nội dung bài giảng tương tác như bài giảng, phiếu ôn tập, thiết bị dạy học số, trò chơi giáo dục. Với hàng ngàn mẫu, hình ảnh, phông chữ có sẵn, bạn có thể thiết kế một cách dễ dàng và nhanh chóng. Để tạo bài học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, từ thanh công cụ bên phải, chọn vào nút dấu cộng. Sau đó, chọn thao tác tạo bài học. Cuối cùng, đặt tên cho bài học và chọn tạo mới để hoàn thành thao tác. Giờ bạn có thể tự tạo nội dung của riêng mình. Nếu bạn còn bỡ ngỡ chưa biết cách sử dụng, thì hãy xem hướng dẫn sử dụng được đính kèm ở mục hướng dẫn liên quan. Để di chuyển bài học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, tìm nội dung thuộc thể loại bài học. Sau đó, chọn vào nút 3 chấm trên bài học muốn thao tác. Tiếp theo, hãy chọn thao tác di chuyển. Chọn thư mục đích cần di chuyển và lựa chọn hoàn thành thao tác. Giờ bạn đã chuyển được bài học sang thư mục khác, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn biết bạn vừa chuyển sang thư mục nào để không bị lạc mất bài học đó nhé. Để tạo bản sao bài học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, tìm nội dung thuộc thể loại bài học. Sau đó, chọn nút 3 chấm trên bài học muốn thao tác. Cuối cùng, chọn thao tác tạo bản sao. Hệ thống sẽ tự động tạo một bản sao. Bạn có thể thoải mái chỉnh sửa trên bản sao mà không sợ ảnh hưởng đến nội dung của bản chính rồi nhé. Để đổi tên bài học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, tìm nội dung thuộc thể loại bài học. Sau đó, chọn nút 3 chấm trên bài học muốn thao tác. Tiếp theo, hãy chọn thao tác đổi tên. Cuối cùng, nhập tên mới cho bài học và chọn nút cập nhật để hoàn thành thao tác. Vậy là bạn đã đổi được tên bài học rồi đó. Hãy chắc chắn rằng bạn còn nhớ tên mới đổi nhé. Để xóa bài học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, tìm nội dung thuộc thể loại bài học. Sau đó, chọn nút 3 chấm trên bài học muốn xóa. Chọn nút xóa. Đây là hành động không thể hoàn tất. Bạn hãy cân nhắc cẩn thận trước khi xóa bài học nhé. Chúc bạn thao tác thành công. Eduline.